Trong sân trường đột nhiên xuất hiện hàng trăm cái bàn, xếp thành số 9. Thầy giáo lên tầng xem, bàn học đã biến mất hết. Anh ấy cho rằng đây là trò đùa của học sinh, cho nên sau khi mắng học sinh một trận, đã bảo họ di chuyển bàn quay về. Nhưng không ngờ, hôm sau thầy giáo đã ngơ ngác mà càng ngơ hơn, bởi vì chuyện kỳ lạ này lại xuất hiện ở sân trường, nhưng hôm nay lại biến thành số 8. Thầy giáo tức giận hỏi học sinh, rốt cuộc là ai lại làm trò đùa vô vị vậy? Nhưng học sinh phản kháng, hỏi thầy có bằng chứng gì là do chúng làm. Thầy giáo cạn lời, tối hôm đó, thầy giáo quyết định ở lại đợi, nhất định phải tìm ra người đứng sau. Kết quả mới 12 giờ đêm, thầy giáo liền cảm thấy chóng mặt, sau đó mắt tối sầm lại ngã xuống đất. Đợi sau khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm ngủ trên bục cả đêm. Anh vội vàng lao tới cửa sổ, phát hiện tầng dưới đã đổi thành 7. Lúc này thầy giáo mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ hôm trước là 9, hôm qua là 8, đến hôm nay là 7. Đó rõ ràng là đếm ngược. Các giáo viên đều bắt đầu bàn tán. Có người nói đếm đến không, núi Phú Sĩ sẽ phun trào, Nhật Bản sẽ bị nhấn chìm. Có người nói khi đếm xong, người ngoài hành tinh sẽ tấn công Nhật Bản. Nhưng thầy giáo và hiệu trưởng vẫn tin rằng là có người cố ý bày trò. Thế là hiệu trưởng quyết định cho bảo vệ tuần tra suốt đêm, sau đó khóa hết các lớp học lại. Có như vậy mới chắc chắn bắt được hung thủ. Sáng hôm sau, nhân viên bảo vệ tuần tra cả đêm qua, nằm trước cổng trường ngủ ngon lành. Không ngạc nhiên, con số trên sân cũng trở thành 6. Sự kiện quái lạ này rất nhanh đã chấn động cả nước. Các phóng viên bắt đầu đưa tin sự việc. Họ quyết định phát trực tiếp sân chơi 24/7. Tin rằng rất nhanh sự thật sẽ được phơi bày. Nhưng hôm sau phóng viên lại giống như bảo vệ hôm trước, nằm ngổn ngang dưới đất ngủ ngon lành. Họ lập tức kiểm tra camera đêm qua. Vừa bắt đầu mọi thứ rất ổn. Đến 12 giờ đêm, tín hiệu đột nhiên biến mất. Cho đến tận 5 rưỡi sáng, màn hình được khôi phục lại. Lúc này con số trên sân chơi đã trở thành 5. Điều này đang trở nên kỳ lạ hơn. Hơn nữa rõ ràng không phải học sinh làm. Nhà trường quyết định tạm dừng các lớp học, đóng cửa sân. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể ngừng lại các con số. Lại thêm một ngày nữa, không có gì bất ngờ đã đổi thành 4. Sự kiện đếm ngược trong khuôn viên trường đã khơi dậy lòng dân. Một lượng lớn người không tin tà ma đã tụ tập quanh trường, muốn tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng không ngạc nhiên, đến 12 giờ tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Bây giờ ngay cả các chuyên gia cũng bắt đầu lên tiếng, suy đoán nhất định là người bên ngoài, một năng lượng thần bí nào đó mà ngày này đã đến. Số đếm cũng từ 4 thành 2, thậm chí còn khẩn trương họp thảo luận về các tai nạn khác nhau có thể xảy ra. Họ cảm thấy khi đến không, Nhật Bản sẽ bị tàn phá. Họ kêu gọi công chúng về quê lẩn trốn. Lúc này bên ngoài, toàn dân Tokyo hoảng loạn, tháo chạy khỏi nơi đây. Còn có vài kẻ biến thái, họ nhân lúc hỗn loạn cướp nhà, cướp tiền của ngân hàng. Chính quyền nhắc nhở mọi người chú ý an toàn tính mạng. Thầy giáo đang xem bản tin này, đột nhiên bị người ta đánh ngất từ phía sau. Tên cướp lục soát toàn nhà anh. Ngày hôm sau tỉnh dậy vì muốn biết tình hình đã phát triển đến thế nào, dùng ngón chân út bật TV. Lúc này con số trên sân đã biến thành 1. Chính phủ để ngăn chặn cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh đã triển khai các phương án khẩn cấp xung quanh Tokyo. Lại một ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến thời khắc hồi hộp nhất. Con số trên sân đã biến thành 0. Toàn sân trường im lặng, mọi người đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng đợi từ sáng đến 6 giờ chiều, không có thay đổi bất thường nào xảy ra. Thầy giáo ở nhà cũng đang lặng lẽ chờ đợi sự kiện sắp tới này. Đột nhiên bức ảnh của anh và vợ rơi xuống đất. Anh nghĩ đến người vợ đi làm xa. Anh cảm thấy mình không thể chết một cách không rõ ràng như vậy. Vì vậy, anh đã cố gắng hết sức để thoát khỏi sợi dây, muốn đi tìm hiểu. Nhưng ra đường mới thấy đường bị công an phong tỏa hết. Anh đột phá vòng vây ra ngoài sân. Bây giờ là đúng 12 giờ đêm. Chỉ thấy giữa toàn bộ các bàn là một khoảng trống. Trên không trung hình thành một vòng tròn kỳ lạ. Cô giáo đã bị mê hoặc. Đột nhiên một chiếc bàn từ trên trời rơi xuống và khiến anh bất tỉnh. Đến khi anh tỉnh lại, đã ở trên tầng thượng của trường. Không có gì xung quanh không thay đổi, thế giới không bị hủy diệt. Anh đứng dậy và nhìn ra sân chơi, kinh ngạc phát hiện những con số trên sân chơi biến thành âm 1. Điều đó có nghĩa là việc đếm ngược vẫn chưa kết thúc, hóa ra là báo động giả. Nhưng việc đếm ngược này, liệu có phải là ông trời đưa ra lời cảnh cáo cho Nhật Bản không?